nhân ngày sinh nhật Bác Hồ. Thì À. quả thật mình có bây giờ những gì nó còn lại đây thì mình thấy là công nhận nó cái Bác Hồ đó là anh biết, mình có mỗi lần mình nghĩ Bác á, thì mình nghĩ là các bạn, tôi nghĩ hay không nghĩ nhiều lắm, tôi chỉ nghĩ hai điều thôi. Cái điều là cái điều đầu tiên là cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam năm 1945, năm ngàn mùng 2 tháng 9 năm 1945. Và tôi nói là mỗi lần tôi nghĩ đến cái bản đó, tôi là không hiểu tại sao mà cái người Việt Nam mình sau khi bị chết đói 2 triệu người mà Bác, mà sức ở đâu mà sức tàn lực kiệt ấy, tức là cái sức lực của người ta không còn một cái gì mà đứng dậy mà vực dậy cả một dân tộc, đứng dậy đòi lại độc lập. Tôi nói thiệt, và không phải để nói không, khi mình nói mình đòi như vậy đâu có trả ấy. Mình phải trả thêm 10 năm nữa xương máu, biết bao nhiêu xương máu để mà mình mới có được cái Nói chung là không không kể đến hết cái được, nhưng mà tôi nói thật cho anh biết này, tôi không có ấn tượng gì Bác Hồ lắm đâu. ngày năm Thật từ xưa giờ, mặc dù tôi làm cơ quan ấy, tôi không biết rồi, làm để cho làm thôi, tôi không ấn tượng gì cả. lúc này. Nhưng mà những lúc gần đây đó, cách đây khoảng 10 năm, tôi nghe cái bài này lâu rồi, tôi nghe cái bài này lâu lắm rồi, chắc không phải mới đây. Thì hồi xưa tôi cũng xí xó mẹ bày đặt xạo rồi. Nhưng mà nghe với đại hoàng ấy đủ mà thằng này không phải là một nước nha. Tất nhiên là cái bài Ba Lá Hồ Chí Minh á, Ok, công nhận. cái bài bài nhau á, nó khỏi là một Đúng. nước, trong đó có Đúng Tiệp rồi. Khắc nè, Ba Lan nè, có những nước sau chủ nghĩa ngày xưa đó, và những người con gái hát lên, nó đủ tôi con gái nào cũng đủ sức kỹ ta, mình nghĩ làm ấy. Thật chất tôi đại khái vậy. Tôi chưa hề ấn tượng gì đối với Bác Hồ cả, hẳn vậy. Tôi bị tiêm Thế nhiễm giống như anh tiêm nhiễm ngày xưa. thì anh cầm là tất cả những điều gì mình biết về Bác Hồ nó chỉ xảy ra đến với mình sau năm 1975 thôi, trước đó mình đâu Đúng được có ấy, suy rồi, nghĩ đâu anh, nó mơ hồ quá, chẳng biết gì cả. Và không những có được cái mà biết, ẩn đúng không rồi. được nghĩ đến, không nói đến, mà ông nói đến là ông là biết Đúng không rồi. rồi, Đúng ông nói rồi, bây giờ. đúng rồi. Bây giờ nói thêm một Có điều một này. cái bức hình mà tôi ấn tượng, mà tôi giữ hoài tới giờ, là Tổng thống Nga đó, Vladimir Putin bây giờ đó, vẫn nghiêng nghình cứng cẩn dâng vòng hoa đối với tượng lăng Bác Hồ mà ở Liên Đúng rồi. Xô đó nha. Đúng rồi. Bây Tự giờ cái nhiên này tôi này. xúc động, tôi hết hầu không? Ông mới đến ông thì đó ông Putin đó là đó ngay ông mới đến Việt Nam, ông cũng ra ông đặt đàn hoa ở Lăng Bác rồi ngày cái đó tuần vừa tôi rồi cái đây. đó tôi không nói cái đó tôi không nói nhưng mà tôi nói là ở cái lăng Lenin á, tức là ở cái chỗ mà Bác Hồ mà được dựng tượng đó, Hiểu rồi. mà trong khi đó mà ông đến đó là tự nhiên tôi ngồi tôi chột dạ. Ủa kỳ ta, Để nói nghe nguyên này thủ một quốc gia không? Một nói Bác Hồ đó thì như tôi đó, tất cả những điều gì tôi biết đó là về Bác Hồ đó, tôi chỉ biết đến sau đất Mỹ buồn thôi. buồn mờ Đặc lắm, biệt là mình cũng buồn mờ lắm. đất được cái là còn sau này là mình biết rất là rõ ràng. Thì chỉ có hai điều mà tôi có nhớ hoài, tại vì cuộc đời của Bác rất là dài mà Bác làm rất rất nhiều điều, nhưng mà hai cái điều mà mỗi lần tôi nói Bác, tôi nói hai điều. Thứ nhất là các bạn tuyên ngôn độc lập, mà cái điều thứ hai nữa đó là tại vì cái chuyện này mình chứng kiến cho là thế này, là khi Bác nói là hồi năm 1968 Bác nói là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, Mỹ cút ngụy nhào nha. Thì nói là thì là ông nói tại sao mà lúc đó mà năm 1968 mà Bác có thể là nghĩ ra cái điều đó, mà tại vì khi mà Bác nói là như vậy đó thì cái sự linh thiêng, những cái sự chính xác của cái lời tiên đoán của Bác là nó chính xác đến từng giây một anh. Là tại vì chỉ có khi nào mà anh nhìn thấy cái người lính cuối cùng, cái trực thăng cuối cùng mà nó cất cánh lên thẳng, nó cất cánh thẳng lên từ cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ngày xưa đó, mà cái lời mà nó chở theo cái người lính cuối cùng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái máy bay trực thăng cuối cùng nó kéo đi cái người lính cuối cùng, chủ quân chiến cuối cùng nhé, khi mà còn sống Đúng rồi. á, khi mà là cái máy bay, cái người lính cuối cùng của người Mỹ vào cái máy bay trực thăng, rồi cái máy bay trực thăng nó đóng cửa lại, rồi nó kéo nó cất cánh thẳng lên, nó bay ra khỏi Việt Nam, rồi Mỹ cút, người lính Mỹ cuối cùng cút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 anh, khoảng chừng 8-9 giờ sáng vậy đó, 7-8 giờ sáng vậy đó, thì là Mỹ cút Rồi. ngụy nhào. Anh biết không, phải đến sau này khi mà À.
ý là cái lời bác nói thì mình đã công nhận bác thiên thật, bác cái là cái lời bác nói là đúng từng giây từng phút một. Ok rồi, cảm ơn con. Ok, nhưng mà cái điều mà quý trọng là ở chỗ là cái ngày hôm nay là kỷ niệm cái ngày sinh nhật của bác. Okay. Mà tôi với các ông mà Bi Tư Phượng này mà đích biết mẹ với bác hộ cả. Okay. Nhưng mà sau khi mà chiêm nghiệm từng trải qua nước Mỹ điều tra sử sách Google, mình mới cảm thấy bác Hồ mình đúng là một người vĩ nhân. Bây giờ các người nói tôi là hai ông già này đủ mà đúng là ôm chân cộng sản rồi bưng bô, tôi chắc chắn chứ điều đó quan trọng. Nhưng mà nó khổ nổi Google có bưng chân ai bao giờ, mà giờ anh điều tra trên Google coi thì Google nó mới nói là 20 nước đã tượng, có nghĩa là đã đưa cho đặt tượng đài hai ông già ở nước Mỹ, mà hai ông già ở nước Mỹ một ông mới về còn một ông chưa về, thế thôi. Thì mình chỉ nói cái điều nào, mình chỉ nói về Phượng không biết Phượng đồng ý không, không biết, nhưng mà mình nói là ngay thời điểm bây giờ đó cái nước Việt Nam mình nó giống như một cái cây cành hoa sen á, mà nó vừa chớm nụ bắt đầu nở, nó bắt đầu nó bung ra nở, có nghĩa là chúng ta đang hòa nhập vào thế giới của loài người và một cái sự mãnh liệt, và người ta cảm thấy đụng tới Việt Nam mình ta cảm thấy e dè, kể cả cường quốc đế quốc Mỹ như vậy. Không biết tôi nói anh, tôi biết nó đúng hay là sai, tôi nói đại bởi vì tôi người con người tôi tính tính như vậy. Và tôi nói cho anh nghe rồi nè, những thằng già giống như mình vậy nó buồn cười ở chỗ nè, tôi hồi xưa tới giờ tôi không biết cộng sản là cái gì nè, bởi vì họ đối xử mình tôi có biết gì là cộng sản. Tôi ở trong nước cũng vậy, mà tôi ra đời cũng vậy, mà tôi vậy, tôi không có khái niệm gì cộng sản không ơi, khổ. Anh, bởi vì bây giờ nó tôi hôm tôi tìm được một tấm hình rất là hay ở Wall Street, cái chỗ mà Wall Street đây là cái chỗ mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ á, ở Dow Jones đúng rồi, Wall Street Channel là ngày hôm qua ngày hôm kia vậy đó, là anh để là trong đó là cờ vàng cờ đỏ sao vàng vô trong đó, tại ông thủ tướng trời ông Phạm Minh Chính gõ búa tôi đã rồi, tôi nói rồi không cái điều đó mình không nói ra, mình không cần thì mình không cần bàn cãi nữa, mình chỉ bàn cãi mình là cá nhân thôi, có nghĩa là tôi anh và tất cả những người mọi người ở trên cái cộng đồng mạng này rất là nhỏ nhoi, nó không có là cái gì cả, nhưng mà tôi nói cho anh nghe nè, anh em tôi và anh thường thường livestream để mà chống lại những luận điệu mà họ nói xấu về Việt Nam, những điều vô căn cứ. Cái điều anh nói với tôi và tôi nói anh cái xác nhận đúng rồi không? Đúng chứ không đúng? Đúng rồi. Nhưng từ ngày mà tôi về nước bây giờ tôi không có livestream. Hiểu rồi. Anh biết lý do tại sao không? Bởi vì trong nước nó yên bình quá, nó thanh thản quá và tất cả đây này. Không có gì hiểu rồi. Nó không có cái gì để mà. Đúng rồi. Suy ra chỉ nó là 0.0001% trong cá thể đó. Đúng rồi. Thành ra tôi nói nghe ông muốn mẹ. Mà hồi xưa ở nước ngoài mình nghĩ trời mà ghê thiệt. Ở Việt Nam mà má 30-40 ngàn người nó phản động hoặc là nó gì. Mình tưởng ghê lắm, đâu có đâu. Đủ, tôi về Việt Nam tôi ăn no ngủ kỹ rồi sao thế thiên hạ y chang vậy. Có một cái bữa nay tôi thú lộ cho anh biết không, ở cái căn nhà tôi đang ở này, đó là dựa gạo anh biết là wow, tôi nói tôi biết rồi buôn bán đủ thứ mà hầu như là
không hề biết đóng thế nào bạc nào cả. Trốn sâu lậu thuế không từ những ông tại ông không phải đối tượng thuế, không phải, bởi vì không phải là doanh nghiệp, không phải là doanh nghiệp, họ muốn thế không. Ý tôi muốn nói cái điều này để xảy ra, anh hiểu tôi hiểu, nhưng mà cái bọn chống cộng thì nó rót rào rượu mà là siêu cao thuế nặng nào rượu tùm lum đó, mà tôi buồn cười ở cái chỗ, tôi buồn cười ở chỗ để tôi nói với anh hay không, buồn... chuyện thuế rồi ông ấy chuyện thuế chứ tất cả mọi người ở đây đều hiểu thuế, thì là mua cái hot dog ra, mua cái hot dog đồng chứ mà trả thêm đồng là 8, 9 đúng sáu, cái đó là ở nước Mỹ, ở Việt Nam không bao giờ có, khổ vậy. Không, không lẽ bây giờ tôi dắt iPhone ra tôi chiếu nó hơi lố bịch, nhưng mà thôi kệ, anh cho tôi tạm giấu đi rồi. Có một cái câu chuyện mà nó vui, nó xảy ra giữa cái ông thủ tướng Phạm Minh Chính với cái bà bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ á. Ông ấy nói, bà nói là dân của ông bà rất là giàu, không đủ trình độ, cái ngân khố của ông á, ông phải làm cách nào ông phải tăng cái ngân khố của ông lên, tại vì người ta Mỹ họ muốn là cái chính phủ, cái nhà nước Việt Nam nó họ có nhiều tiền, nó tặng họ mua đồ của, mua chẳng hạn như là những thiết bị của Hoa Kỳ, những thiết bị quân sự của Hoa Kỳ. Hiểu rồi. Ông á, quý vị đó là phải tăng thuế lên, chứ còn quý vị như vậy là không có lấy thuế gì cả. Cái đấy điều đó là điều mình nghe đó, là tại vì cái đúng ông rồi đúng rồi, nhưng mà cái nhà nước Việt Nam mình, cái nhà nước Việt Nam mình nó hơi nhân văn, nhân văn là lỡ chỗ gì? Họ hiểu rằng đất nước đang phát triển và những người dân đúng đang cần cái sự để tự do, không để dắt cái phun ra. Anh nói chuyện mà tiền, anh nói chuyện tiền nó thiệt đó, là đồng tiền là liền khúc ruột mày. Tôi nói nghe là thiệt, không có cái người, không có nơi nào mà như Việt Nam. Tức là rõ ràng là cái điều đầu tiên đó, mà cái Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tại vì cái này mình hợp tác, cái này mình ký những hợp tác rất là to với Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Đúng rồi. Không, bây giờ thôi kệ. Doanh nghiệp mình, đấy, để tôi xin phép bà chủ, tôi quay cái camera, tôi quay cái chỗ này chút xíu. Để chứng tỏ là mọi người hiểu nó đơn giản thôi. Nó mục tiêu ta. Ở đây, ok. Chuột sang chứng đạo. Hai, đừng bày bạ nữa. Đây. Để tôi cho ông coi ha. Wow. Tôi nói tôi mua một gạo, gạo. Mà không chịu. Anh thấy gạo rồi chắc không? Thấy à? Một bao 100 kg mà wow. Ở đây gạo rồi nói từng tấn chứ không có nói chuyện ấy. Wow, 100 kg. Đây. 100 kg đây là hơi... một tạ mà. 100 kg là một tạ á. Mà đây là khoảng 50 bao thì anh nghĩ sao? Sao một đây. Tạ 50 bao ấy? Có phải hơn chứ anh? Thì cho là vậy đi kìa mẹ, mà tôi đâu có biết gì đâu, mệt quá. Ở đây bán đủ thứ, ở đây thấy rồi, bia nè. Anh nghĩ sao vậy? Ông uống cái này. Anh thấy bia không? Anh thấy dầu hả? Anh thấy cửa hàng là lớn không? Theo anh thì cửa hàng lớn không? Kể cả nước ngoài kem các cái rồi thậm chí. Đây, anh nghĩ đồ Mỹ không có, đây đồ Mỹ có luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thấy này, okay, thấy chưa? Tôi về đó, tôi coi quán. À, rồi ok. Tôi bán hàng cho anh, ngày xưa nhà cũng có cái quán, bán hàng vui lắm anh. Đó, ủa mẹ, bởi vậy bây giờ chửi rồi đúng chưa? Không, bây giờ nói nghe nào, ông biết không ông? Ông á, đó anh ở bên, anh ở bữa bữa nay là bữa nay hơi lố bịch chút xíu rồi. Khai tài sản đúng không? Ok nói rồi nghe, ông ở Việt Nam thì ông tự do. Mà anh ta nói thế rồi nha, đứa nào lấy cái clip này là tao chửi á, lý do sao đúng. Ok nói chuyện tục. Ok thôi giờ mình ngừng đi, mình phải đi lên trên Santa Ana ăn cái bữa đê của bác Hồ. Ok, chào tất cả. Chào Việt Nam. Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người Việt Nam. Okay. Và bữa nay là ngày sinh nhật Bác Hồ. Tôi chúc đất nước Việt Nam mình tiến mãi với thời gian. Và tôi nghe nói Việt Nam ăn bột trái. Ok. Number one. Hiểu rồi. Chào Bí Thư Phượng. Ok.
Chào chào anh, chào tất cả mọi người. Bye, tất cả mọi người, ok.